Bây giờ đi chơi đâu được mấy đứa? Không có gì trò gì chơi không? Nóng quá. Được. Ui giời ơi, hai cái đứa này to thế, giá trị 8 nào. Có mà chị Hằng mới khanh ấy, đi ra đi chật lắm rồi, để em tắm đồ rộng nào. Hai con người này không nhúc nhích được rồi, chật quá, đi ra đi. Ôi giàu to rồi mấy đứa ơi, giàu to rồi. Khoan. Chị Hằng ơi, sao tự dưng lại có cái túi ở đây? Em nghi đây là một vụ cướp đây. Người ta cướp cái túi này ở trong rất nhiều tiền và vàng. Xong rồi người ta cướp xong người ta... Trời ơi, công an đuổi. Tiền cướp chạy ngang qua đây mới rơi ở đây đấy. Ui. Không phải đâu. Đấy. Không, em nghĩ rằng là trong cái túi này biết là có nhiều tiền nhiều vàng, nhưng mà của con ma đấy. Ai mà nhặt chiếc túi này sẽ bị ma nhập. Này ba đứa kia, lâu ông đi sang bên này đi lạc định hỏi đường sao chạy nhanh thế nhở? Ba đứa kia rơi túi lại. Chạy vào đây mấy đứa, chạy đi. Năm. Tha tội mấy đứa ạ. Mình cắt đuôi rồi. Đây, chui vào đây rồi. Ui, đây là nhà hoang à? Ui, đây là đâu mấy đứa ơi? Nghe là khám phá những nơi nguy hiểm ở đâu, nguy hiểm lắm. Ui, nhìn gì thế? Ui, nhìn thế. Mà trong này cũng mát mẻ nhờ. Ôi, gần đấy. Ở đây chỗ này mát này, mai mình lại lên chơi tiếp nhá. Ôi, ôi, cửa này mang mày vào sắp vụn anh em. Được chụp cái game đấy. Cửa gỗ mà, sao vào sắp vụn. Cửa này cửa gỗ, làm sao mà bê mang về. Mà cửa đấy ra đi. Cửa này. Cái cửa gỗ là cái gì vậy nhỉ? Không biết. Đi ra đi. Ủa, cái miếng gì thì chặt chặt này ra đấy. Đây, có một miếng chặt nữa này. Cái này mình có hai miếng gỗ thì... Không. Thấy gì không? Cây cau. À đúng rồi, cây cau. Không phải. Cái kia ở ngoài kia có cái bạt kìa. Đi ra lên mấy đứa. À, lấy cửa lấy bạt về phơi thóc. Chị Hằng thông minh đấy. Cái này không bán sắp vụ đâu chị Hằng ơi. Ước mơ của mấy đứa là sau này lớn lên làm bà chủ. Ông bà chủ bán đồng nát à? Mà giờ lúc nào chỉ nghĩ bán đồng nát vậy. Hạt nên sao mà bán được cái bạt này để đậy đồng nát. Nhưng mà không phải. Hôm nay chị nghĩ ra được một cái ý tưởng trong cái nhà hoa này rồi, mấy đứa về đây. Ý tưởng gì vậy chị Hằng? Chúng mình sẽ làm bể bơi ở nhà hoa. Ở đây có sẵn nguyên vật liệu rồi. Bây giờ bọn mình cứ lắp ráp vào rồi bơm nước vào là bể bơi, là bơi được thôi. Ở nhà đang nóng, không có bể bơi để bơi làm gì nữa. Mùa hè đang nóng, làm bể bơi là tuyệt vời luôn này. Đấy. Bạn này mình hãy bùng chéo bên đây. Cái bể bơi này bơi nước vào đây là 90 người bơi vô tư rồi đấy. Hôm nào cũng gọi bọn trẻ treo ra đây bơi 10.000 một lượt. Làm giàu không khó. To rồi, giàu to rồi. Rồi bây giờ chị vặn nước nhá, mấy đứa nhìn xem có nước không nhá. Vâng. Chàng ơi, bơm vừa nước chàng ơi, tí nước cao ngập đầu không được đâu. Bây giờ mình cho nước ở đây, cho nước chảy ra ngoài nha. Còn mình sẽ tắt nước nha các bạn. Ui giời ơi, ui giời ơi. Chàng ơi, đuổi cuốn về đi. Thằng cuốn tao này chỉ được phá rồi, nó làm được cái gì đâu. Cái này mới đang bể bơi, đuổi người ta về với bản chủ đầu tư ở đây mà này. Ai, bể bơi thì cứ cho để ghép này, đó. Trắng ơi, bơi mà chắc đầy nước rồi, ngập đầu ấy, không bơi được đâu, sợ lắm. Yên tâm, bọn mình có thằng cứu hộ đấy mà. Bỏ tay thang ơi. Đây rồi, đây rồi. Em mình chỉ mắc cạn rồi đấy.
Ba ơi, nổi quá chắc ạ. Ba này không chỉ một tí nào luôn. Đây, báo xịn mà. Xịn. Để bơi xịn mà mẹ. Bỏ luôn cái anh này. Chạy tao đổ về bơi con rồi. Ok rồi, chạy tao. Mọi người xem bên đây. Ai chẳng phải lên xe đâu. Em. Ôi, thôi, chúng mình tắm đủ rồi đi về em Trang ơi. Tắm về thôi không là ốm. Tại chỉ tắm nước vậy nha. Vâng. Cái bể bơi này giờ là của bọn mình rồi, mà mình sẽ phải in kiếm bảng xong rồi làm cái dịch vụ bể bơi ở đây. Ai tắm mất tiền nha các bạn. Mày lấy bao nhiêu ơi, 50, 24, 25. Ờ, mà bể bơi xịn kia thì 20.000 một người. Mình lấy rẻ 19.000 thôi chẳng nhờ. Không, mình phải lấy 30.000 bởi vì ở đây còn có cái trải nghiệm là tắm ở trong nhà hoang. Vừa tắm vừa trải nghiệm cái cảm giác nó mới lạ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Các bạn đừng quên ấn like, chia sẻ video và đăng ký kênh để ủng hộ KN Channel nha. Đừng quên truy cập vào Facebook Hàng Channel để kết bạn với chị Hàng nha.